Giống trà giống bạn ơi. Đặc biệt lần này nhà mình có cái lô bạch giống này rất là đẹp ạ. Bạch này là bạch ta nhá, bạch cổ nhá bạn nhá. Cây cao khoảng tầm 20-25 cm ạ. Và bây giờ thì cái hàng thâm hồng bát diện này nó khá cao, khá đẹp luôn ạ. Cái cây bình thường trung bình ở đây thì nó cao khoảng 25-30 cm, nhưng mà cũng có những cây rất đẹp như này. Bởi vì là khách hàng mà mua ít ấy, thì nhà mình cũng lựa, cố gắng chọn cho khách những cây đẹp. Các bạn có nhu cầu mà muốn mua các cây trà giống, cây trà bạch ta, bạch cổ hay là thâm hồng bát diện, hoặc là ở đây cũng có rất nhiều các loại cây trà khác, ví dụ như là lựu điểm tuyết này, hoặc là như như cây này là cây phấn nhật này. Các bạn có nhu cầu thì alo nhá.